Xin chào toàn thể các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại video tiếp theo của ngày hôm nay. Ở trong video này thì em sẽ lên sóng chia sẻ và giới thiệu cho các bác một cái chiếc xe thuộc phân khúc hạng D. Đây là chiếc Mazda 6 sản xuất năm 2015 thuộc phiên bản động cơ 2.0. Xe của nhà em thì mang ngoại thất màu trắng này, đã được độ lên một cái bộ mâm nhìn rất là thể thao. Sau đây thì em sẽ mời các bác cùng em đi xem và đánh giá cái chiếc xe này, kiểm tra chi tiết về con xe này xem nó có đẹp và nó có chất hay không các bác nhé. Theo như cái đánh giá và nhận định của em thì cái chiếc xe này cái chất của nó đi cũng không nhiều, nó không phải là chủ đầu tiên. Cái chiếc xe này thì qua hai chủ rồi và em vừa mới mua lại được từ cái người chủ thứ hai. Cái bác chủ thứ hai chính là cái bác đã độ lên một cái bộ lốp mới này, một cái bộ mâm mới nhìn rất là bắt mắt và rất là thể thao. Con xe này thì nội thất rất là dữ. Đây là các chi tiết bên ngoài ngoại thất của xe. Thời tiết thì bây giờ nó cũng đang mưa lất phất này. Em sẽ quay nhanh về phần ngoại thất, sau đó thì sẽ đi chia sẻ về cái phần nội thất cho các bác xem. Mặt cản ca lăng thì cũng đã được lên, đã được thay nguyên một cái mặt cản độ này, có cái mẫu này gọi là mẫu sao rơi, giống như trên những cái mẫu xe mẹt CLA. Con này thì các cái tính năng an toàn rồi các cái công nghệ của nó cũng rất là hiện đại. Nó có đèn liếc theo góc lái và có rửa đèn pha và có cảm biến va chạm xung quanh xe như các bác thấy trong hình ảnh này. Con xe này thì nhà em đã spa rồi, tất cả những vết xước sát ở trên thân vỏ đã được sơn tỉa và đánh bóng lại toàn bộ xe. Xe thì bây giờ là mới xuất sắc và đẹp rực rỡ. Cái chụp la răng ở cái vị trí chính giữa của cái la răng này nó bị mất rồi, sau đó thì em sẽ đặt mua một cái la răng có logo Mazda để thay thế vào cái vị trí đó, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Xe thì nhìn còn rất là mới, con này nhìn rất là rực xe. Mazda 6 thì kiểu dáng ngoại thất của nó rất là đẹp. Đây các bác này, xe nhìn rất là trường xe, rất là dài xe, đúng một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D. Con này thì ngồi cùng mâm với lại Honda Accord này, Camry này, Toyota Camry này, mới lại Hyundai Sonata này, Kia Optima này. Một chiếc xe Nhật này với cái độ bền này, độ lành, độ ổn định rất là cao. Dòng này động cơ 2.0 tiêu hao nhiên liệu cũng rất là thấp. Ở phía đằng sau thì có một cái bộ gọi là lip chia bô đôi. Đây, nhìn nó rất là thể thao và rất là bắt mắt. Đây các bác này, cái mẫu này thì kiểu cách thiết kế của nó hướng về giới trẻ nhiều, nhìn nó rất là trẻ trung, rất là đẹp. Các cái chi tiết bên ngoài ngoại thất của xe này em sẽ quay qua cho các bác xem. Đèn hậu này, đây, đèn hậu hai bên này sáng choang. Xe của salon Tô Tùng Bách bán ra thì cam kết không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Nói chung là không bị tai nạn giao thông, không ảnh hưởng đến khung sườn. Động cơ zin, hộp số zin, hoạt động hoàn hảo, không có báo lỗi bất cứ một cái chức năng nào. Đây, bộ lốp này thì cũng mới thay vào, chắc là đi cùng với lại bộ mâm này luôn. Em sẽ quay cho các bác xem về cái bề mặt lốp này. Phải nói là cái dáng của Mazda 6 này nhìn rất là yêu, nhìn rất là ưng. Đây, bộ lốp này rất là mới các bác nhé. Lốp này thì có date là 2021, còn nguyên chấm sơn. Đây, tuần 19/2021 này. Đấy, riêng mua con xe này về thì các bác không phải lo nghĩ gì về mâm lốp cả. Mâm này thì quá là đẹp rồi. Bộ mâm này loanh quanh chắc cũng phải trên chục triệu chứ không ít, xong lại đi cùng với bộ lốp này nữa. Nói chung là bác chủ cũ, bác rất là chịu chi. Đây, duy nhất là có mất một cái chụp logo ở cái phía đầu la răng này, thì em sẽ mua và bổ sung lại cho các bác. Con này không đi nhiều bởi vì chất xe nhìn nó rất là tươi. Các cái chi tiết bên ngoài ngoại thất của xe thì rất là đẹp. Cái ca lăng này cũng được thay mới rồi đây các bác này. Đây là ca lăng độ nhá. Cái mẫu này là cái mẫu sao rơi này, cánh đồng sao này, giống như trên những cái mẫu xe mẹt CLA các bác nhá. Người ta thay cái ca lăng zin ra và lắp cái ca lăng độ này vào, nhìn cho nó nổi bật, nó đẹp hơn. Con này thì có cảm biến va chạm xung quanh xe, tức là phía đầu xe cũng có mà ở đằng sau xe cũng có. Đây, có rửa đèn pha. Đây, rửa đèn pha tự động đây các bác này. Cảm biến đây này. Đèn pha của cái thằng này là liếc theo góc lái, bởi vì em đi buổi tối em thấy khi mà đánh vô lăng bên nào thì cái ánh sáng nó lại ngoảnh sang bên đó. Nói chung rất là hiện đại. Có đèn định vị ban ngày tích hợp ở bên trong pha kìa. Đây, có một cái vòng led đây này các bác này. Đấy, đèn chiếu sáng là đèn bi. Ở dưới gầm thì cũng đã được độ một cái bộ bi gầm. Đi buổi tối thì hoàn toàn các bác không phải lo về độ chiếu sáng. Con xe này nhìn nó rất là ngay ngắn, nó rất là đẹp. Đây, nó rất là cứng xe. Đây này, các bác nhìn xem này, dáng của Mazda 6 này. Từ 2015 đến bây giờ, cái dáng của Mazda 6 nó cũng chưa hề thay đổi. Nó vẫn rất là đẹp, tiện nghi thì rất là nhiều. Sau đây thì em sẽ quay cho các bác xem về phần nội thất của xe. Có chìa khóa thông minh này, có nút ấn ở trên tay cửa này. Đây, đóng mở cửa mà không cần sử dụng đến remote và chìa khóa này. Đây, đây là cái da ghế zin nguyên bản đi theo xe các bác nhé.
Con này thì ghế lái chỉnh điện và có hai vị trí nhớ ghế. Đây, set 1, set 2 đây này. Cũng rất là hiện đại đây này. Chỉnh điện này. Đây. Có bơm lưng ghế luôn. Mép ghế thì rất là phồng, các cái chi tiết hao mòn để lại rất là thấp. Đây. Tại làm sao nói con xe này không sử dụng nhiều, bởi vì nhìn da ghế của nó rất là đẹp. Trên những cái mẫu xe đi nhiều thì da ghế nó trùng, nó bị nhăn, nó bị dạn ở trên bề mặt da nhìn rất là xấu. Đi cùng với lại da ghế phải là cái tay kéo cửa. Đây, vị trí da ở tay kéo cửa đây. Đây các bạn này, nhìn theo cái độ hao mòn này đi cùng với lại da ghế này, da bô lăng này, da phanh tay này và tay nắm số này thì sẽ logic được lại với nhau. Nói chung là không thể nào mông lên cần đấy chi tiết được. Con này rất là đẹp. Để em quay cái ghế sau. Đây là tabi này. Ở bên ngoài trời mưa quá, tabi cửa rất là mới. Đây, em quay ghế sau xem vào ghế trước để em quay các cái chi tiết ở trên vô lăng với lại tay nắm số cho các bác. Ghế sau đây các bác nhá. Ghế sau rất là đẹp nhá, không phải là mẫu xe sử dụng nhiều nhá. Con này thì qua hai chủ nhưng mà hai người chủ rất là giữ. Nếu mà không giữ thì ở bên trong nội thất của xe sẽ rất là xấu. Thứ nhất là nhựa sẽ bị xước sát này, da này sẽ nhăn nhúm này, hoặc nó bị mòn, bị bóng này, nhìn nó không được đẹp mắt này. Đây, một chiếc xe phân khúc hạng D, nó có cửa gió cho cái hàng ghế phía sau. Đây các bạn này, ở tại vị trí cửa gió thì cũng hoàn toàn không bị sọc sạch này. Nỉ trần thì trắng phao phao. Đây, nỉ trần sạch tinh. Xe rất chất các bạn nhé. Đây, em vào đây em quay vô lăng cho các bác xem. Vô lăng này, vô lăng da zin. Đây, để đẩy dịch cái ghế ra. Đây các bác này, có tích hợp vô lăng. Ở bên trái là chỉnh các chức năng trên màn hình. Bên phải là cruise control này, đi ga tự động này. Đây, da rẻ đây, da vô lăng đây. Các bác nhìn thông qua cái độ hao mòn ở trên vô lăng thì các bác sẽ biết được cái xe này nó có sử dụng nhiều hay không. Bởi vì trên cái mẫu xe Mazda 6 này da nó rất là nhanh bóng. Đây, và cái độ mòn nó để lại rất là nhanh nếu mà sử dụng nhiều. Con này thì ở trên đồng hồ của nó là hơn 8 vạn km. Phím bấm còi thì không có bất cứ một cái điểm nào bị mòn hay mờ cả. Đây, nhìn xe rất là tươi, rất là căng. Cần kéo phanh tay này. Đây các bác này, các bác cứ nhìn xem những cái mẫu xe, tức là 25, 26 nó chưa có phanh điện tử. Nhìn thông qua cái da ở phanh tay này thì sẽ thấy này, những chiếc xe đi nhiều nó sẽ bị mòn, nó sẽ bị bóng. Nói chung là hao mòn để lại trên này rất là nhiều. Thứ nhất là vô lăng, thứ hai là cái này, và thứ ba là cái tay nắm số. Đây, da tay nắm số vẫn là da zin luôn. Đây các bác này. Đó. Con này thì đã được độ lại một dàn loa, nên loa bây giờ nghe rất là hay. Nếu mà trên phiên bản động cơ 2.0 thì ở tại vị trí này như là không có loa trung tâm hay sao ấy, chỉ 2.5 mới có. Nhưng chiếc xe này thì chủ người ta lắp thêm loa ở đây. Đấy, âm thanh nghe cực kỳ phê. Con này thì nội thất rất là tươi. Bác chủ rất là giữ cho cái chiếc xe này. Xem con này nào. Hệ thống an toàn của cái chiếc xe này là 6 túi khí. Này, không những hiện đại mà rất là an toàn. Một lái một phụ này, hai ở hai bên ghế này. Đây, vị trí điểm nổ đây các bác này. Còn ở trên cái chỗ phần tay em chỉ vào đây cũng có túi khí này. Bên đối xứng kia cũng có này. Đấy, tất cả tổng của nó là 6 túi. Đèn thì là liếc theo góc lái này. Có chế độ i-stop, tức là một cái chế độ tiết kiệm nhiên liệu trên động cơ của xe Mazda. Đấy, tự động ngắt máy khi dừng đỗ đèn xanh, đèn đỏ hay là dừng tại vị trí. Khi nào chúng ta đạp ga thì bắt đầu là nó lại lên. Đây, nội thất của xe đẹp như này. Nhìn quá ưng. Đây, tem mác đây. À, để anh xem nào. Mở cho anh cái capo nhé. Đấy. Để quay qua cái cốp cho các bác xem. Phải nói là em rất là thích cái bộ la răng, cái mẫu la răng lắp trên xe này. Đây, khi nó lên xe nó tôn dáng của cái xe lên rất là nhiều. Nhìn cái xe này nó rất là ngầu. Đây các bác này, thật sự là tuyệt vời. Con xe này quá là đẹp. Đây, cốp xe thì rất là sạch sẽ và ngay ngắn này. Đây các bác nhé. Đây, bánh sơ cua đây, rất là sạch sẽ. Phụ tùng các thứ theo xe là đầy đủ. Nỉ ở hai bên này hoàn toàn không sờn không xù một tí nào này, rất là ngay ngắn này. Đây,
xe rất là đều xe. Để em sẽ quay cho các bác xem khoang động cơ. Đây là động cơ của chiếc xe này này. Một con xe từ 2015 đến giờ, tức là bước sang tuổi thứ 7, nhưng mà chất xe nó còn đẹp, bởi vì xe không được sử dụng nhiều. Đây này, ốc chân máy này, mốc sần lên này, không có cái dấu hiệu bị vặn mở. Đây, xung quanh thân máy thì rất là đẹp. Nhấc cái này lên cho anh mới. À, nó khá là bụi các bạn. Đây, máy mộc mạc này, đẹp như này các bạn. Ốc này, ốc mốc hết lên này, ốc trong làn cò này. Xung quanh thân máy thì hoàn toàn không có cái dấu hiệu bị ẩm ướt này. Này, tem cờ còn nguyên này. Đây, tem cờ này, do con robot khi nó vào cái nắp này, nó để thừa ra. Trong khoang động cơ này thì rất là mới. Con này có độ một số thứ, ví dụ chẳng hạn như là độ đèn này. Và thứ hai, cái này là cái bô on off này, bác nào thích thì sử dụng mà không thích thì thôi. Đây là cái đường dẫn hơi để mở cái van on off của cái bô. Khi các bác để về chế độ zin thì nó zin toàn bộ. Còn khi nào các bác thích bô nổ thì các bác ấn thông qua cái remote ấy, thì nó sẽ mở ra một cái chế độ bô, nghe nó thể thao, nó gầm rú, nghe nó hay hơn. Đấy, khoang động cơ của xe thì còn cực kỳ là mới. Không có bất cứ một cái bộ phận nào nó có cái dấu hiệu bị hao mòn hay là lão hóa theo thời gian. Xe rất là đẹp, chất xe con này thì không có cái điểm gì phải chê. Trên những chiếc xe 2015 thì đây cũng là một cái mẫu xe cũng rất là giữ gìn. Đây, zin toàn tập. Bác nào mà quan tâm chiếc xe này thì liên hệ cho em theo số điện thoại mà ghim trên màn hình. Ở tại số điện thoại đó thì em cũng có sử dụng Zalo. Em sẽ gửi cho các bác một cái bộ ảnh chi tiết nhất về cái chiếc xe này. Sau đây thì em xin kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.